Rồi, xin chào các bạn đang quay trở lại với cái buổi uh, livestream chiều nay của mình các bạn ơi Các bạn có xem được cái livestream thì cho một số 1 các bạn nha Alo, alo Cái Chào uh, Kaito Kid, chào Đậu Quang Huy chào toàn lê chào kaito kit Chào Kiên Conan, chào Hữu Trí Nguyễn, chào Kri KTV, gia tung channel, Nguyễn Lâm Minh Quân Trần, Cam Nguyên Hoàn. Ok, rồi xin chào các bạn nha, chúc các bạn buổi chiều vui vẻ. Chiều ngày hôm nay thì không phải là một cái buổi cài win cũng không có cái gì chia sẻ mà à, à có chứ có cái chia sẻ chứ? <laughs> có cái chia sẻ nha có chia sẻ quên nói không có gì chia sẻ thì bậy quá bậy quá quá bậy Ui very bậy à, chiều nay thì mình muốn chia sẻ các bạn một câu chuyện là à, mình vừa mới à, check cái email xong thì mình thấy là có một cái email mà mình à, mình sợ các bạn ạ mình sợ đây là cái email của mấy thằng hacker tại vì các bạn cũng biết là dạo này là À, gọi là các chú hacker là đang hoàn thành rất là dữ, các chú hacker dạo này là đang coi như là nỗ lực hết, hết sức mình, chắc là cuối năm rồi muốn kiếm tí để ăn tết sao đấy, đang nỗ lực hết sức mình cho nên mình cũng sợ các chú hacker lắm, đặc biệt là các chú ngang ngố, tại vì mình đã mình đã bị một lần rồi cho nên giờ mình rất là cẩn thận. thì mình nhận được một cái email, cái email này ấy là gửi mấy ngày rồi, nhưng mà mình không thèm đọc, tại vì mình vẫn thích kinh kinh cho nên là mình không thèm đọc. Và gửi đi gửi lại cho mình tới 3 lần à, Cái email này là đến từ Minitool Partition Wizard Thì à, các bạn biết Minitool Partition Wizard Là một cái hãng sản xuất phần mềm Dùng để quản lý ổ cứng Rất là tuyệt vời đúng không Phần mềm Partition Wizard Là một phần mềm phân vùng ổ cứng Quản lý ổ cứng rất là đã luôn Của hãng Minitool Thì à, mình có vào mình đọc email Thì à, gửi cho mình tới ba cái email Bảo là thấy ở kênh của mình có làm cái video review cái phần mềm của Mini cho nên là muốn mình là tiếp tục review những cái phiên bản mới nữa à, giống như kiểu là, là là review dùng cho người ta kiểu kiểu như vậy thì cái này là không có bia uh, không quảng cáo đâu các bạn nhé chả có xôi chè xôi cháo gì đâu không có được đồng xu các bạc nào hết đấy, tại người ta bảo mình là uh, quảng cáo đấy À, ấy người ta bảo là mình review hộ đấy ok thì uh, review thì review thôi có ai đâu mà mình mới đầu mình cũng sợ sợ các bạn mình sợ là mấy ông thần này là cái kiểu kiểu như là Mấy virus đấy các bạn virus kinh lắm bây giờ nói chung là về virus là sợ lắm các bạn ạ lằng nhằng lằng nhằng là vỡ mõm ngay ấy, chứ không phải đùa đâu đó cho nên là rất là cẩn thận vô cùng thì uh, chiều nay mình sẽ cùng các bạn thử đột nhập thử xem coi là nó có đúng cái sự thật hay không các bạn nhé Ok các bạn chờ một tí là mình mở sang cái máy bên này coi xem nó ok không nào. Đủ cái này nó chưa xuất ra được các bạn ơi, các bạn chờ tí nhá. Cái bên này cái này nó đang bị cái nó đang bị trục trặc cái vấn đề gì rồi. Các bạn chờ một tí nhá, nó đang update update cái này. Ok trong khi chờ đợi cái này một tí mình sẽ chào hỏi các bạn tí nhá. chào Ben Standard, chào Lê Nam, chào bạn Hồ Xuân, chào Đậu Hoàng Minh Vlog, chào An La, chào mà nó Xuân anh là mình có thể cài kali Linux trực tiếp lên USB được không? Kali Linux trực tiếp lên USB à? mình chưa làm bao giờ, mình chưa làm bao giờ nhé. OK chào Nam Nhật. Em đang dùng phần mềm quản lý ổ cứng của MiniTool Partition. OK à, rồi OK các bạn chờ một tí nhá để mình uh, mình khởi động lại cái thằng này coi, thằng này nó bị kỳ cục quá ta. Tự nhiên nó lại không lại không có. Uh lại không có gì đâu ta máy yếu cài win 10 được không hả máy yếu là yếu như nào mới được yếu nó có nhiều loại yếu lắm yếu như nào mới được rồi chào uh, đây my pixel qua gaming à uh, laptop em bị gì mà dò không được wifi nhà em và wifi nhà người khác thì được. Vậy là wifi nhà bạn nó bị làm sao rồi? Wifi nhà bạn nó bị làm sao rồi? Ôi trời ơi cái máy bên này nó cái window nó bị cái gì rồi? Cái window nó bị cái gì rồi các bạn ơi? Cái này là gì hả? Cái này nó là cái gì là cái gì? Ok các bạn chờ mình một tí nhá. Ôi oh men cái máy này nó bị kêu quá người ta Kỳ cục vậy à, Các bạn chờ một tí nhá, mình khởi động mới lại coi Ok chào Phan Lục Hòa VRAM của RTX 3090 Dùng cài win chạy nhanh lắm vậy á à? Mình đâu có 3090 đâu mình biết Giờ dạ, mình phải có cái đó Mình cài thì mình mới kiểm nghiệm được Chứ còn cái này thì đâu biết được không cái này không phải LTSC đâu. Ok chào uh, giao hoàng nha. À uh, cái link của LTSC ấy là nó bị uh, hết giờ tải thôi. Các bạn uh, chịu khó nha tại vì dùng uh, link Google Drive mà. Dùng link Google Drive phải chịu khó thôi. Đã đủ bên này sao kỳ ta? Sao nó nó không có uh, nó không có xuất được rồi này. Oh man. What? bị thiếu cái driver, bực ghê trời, cái này cái bên này nó bị thiếu cái driver các bạn ạ, nó không xuất ra cái máy bên này được, bực bội thật đấy chứ, các bạn chờ một tí nha, các bạn chờ một tí để mình cài cái driver cho nó cái, okay. bực không chịu được. Đâu rồi, đâu rồi à, Các bạn chờ một tí nha, một tí thôi Tí thôi xong ngay Đen như cái đít nổi đúng rồi Đen như cái đít nổi Bực không chịu được Đến giờ sờ chim sờ cu mà còn bị như thế này Ăn thử cài Linux lên USB đi Đúng rồi cái này driver cạch màn hình ấy, cho nên nó không xuất ra được. Các bạn uh, chờ mình uh, 5 phút nha. Các bạn chờ mình 5 phút để mình cài cái driver cho con quỷ này cái. Nếu cài lên Win 10 mà chưa tải driver thì có sao không? Cài cái gì bạn? Cài cái gì lên Win 10? Máy em 2 GB nên dùng Win 7 hay Win 10? 2 GB mà cấu hình như nào mới được? Bữa nào cài 98, update lên Win 10, ồ khó quá khó quá. Em dùng Win 10 xài CPU i5 6200 RAM 4 GB mà máy em giật lắc Uh, bật chrome hay tab đơ máy đúng rồi cái đấy, cái đấy là giật lắc là đúng rồi nguyên 10 roll xài vĩnh viễn hay là kỳ hả xài rắc bạn nhé LTSC của anh có khác bản Microsoft không? Chả khác gì y chang mà. Đang ăn tươi gà hả? Quá ngon luôn. Uh, em không phân vùng được ổ C cài Win thì làm thế nào? nên dùng partition phải không và uh, partition cũng được nha partition wizard cũng ok có nên update driver để chiến game không có bạn nha sao mấy em không nhận được usb cài uh, driver usb vào bạn file win hôm qua hả file win hôm qua ok mà uh, number one <laughs> ghế đang ngồi hiệu gì hả extreme uh, zero nha extreme zero v 2 Cấu hình này là gì hả? i 3 1 f 16 g RAM, 1650 Super. Ăn dẫu nguyên bảy rồi mà. Hôm nay chú chăm làm video thế. Lúc nào mà mình trả thế? Đây là công việc hàng ngày của mình mà. Ăn xài Azobe bản quyền hả? Không bạn ơi, xài rắc thôi. Tải không được hả? Để lát mình check lại coi nên update driver phần mềm gì hả, vô thẳng trang chủ download driver về cài. RAM 4GB có nên nâng cấp Win 10 Pro không? Cứ nâng thoải mái. CPU bao nhiêu nhân hả? 4 nhân 4 luồng. Có nên cài Win 10 s không? không? Em vẫn đang xài Win 7 song song với Win 10, ok. Tí lại có thêm video, đúng rồi. 4460 cái Tết 1060 TI. Làm gì có 1060 TI đâu? chú cài Win Vista đi không có cài bạn nhé anh ơi làm sao để biết là file gót đó là của phần mềm file gót đó là của phần mềm là sao à tối có like không hả à, chắc là có chắc là có nha Win lắc ngon lắm ờ à, đúng rồi rất là ngon ok chào Luxy Gaming à, Làm video hướng dẫn cài Adobe hả? Không làm bạn nhé cái đó là rất là nguy hiểm à, Video hướng dẫn cài Adobe Mình sẽ không bao giờ mình làm Bởi vì cái đó rất là nguy hiểm Adobe người ta đánh bản quyền rất là mạnh các bạn Các bạn thông cảm nha Mình sẽ không có bất cứ Một cái video nào Làm thêm về Cài đặt phần mềm của Adobe Nếu mà có thì Mình sẽ để lại cái link tải cho các bạn tải thôi Chứ mình không có làm video nha Bởi vì Adobe người ta đánh bản quyền khiếp lắm không không có không không có stream được Linux có chơi liên minh được không chơi được bạn nhá Linux chơi được Cebu hai bốn ba mươi có ngon không tạm được bạn nhá à, sao cạc RT 2060 chơi FIFA mà lag vậy bạn đã cài đúng driver chưa cài xong Win 10 phải cài driver mới có mạng nó tùy máy bạn nhé Có máy nó nhận được luôn Có máy nó không nhận được uh, Làm sao để biết là file gót đó là của phần mềm Bạn ấy hỏi câu này hoài Là sao không hiểu uh, Ok Mình đang cài cái driver các bạn chờ một tí Hệ sinh thái Win 10 hợp với người dùng thông thường Đúng rồi Hướng dẫn cài Linux cho laptop cùi Laptop cùi thì cũng giống như là máy bình thường thôi, đâu đâu gì đâu có cả vợ Bill nữa à? Vợ Bill vào rồi à? Làm video mode BIOS không làm bạn nhé. Rồi chào Minh Đức Vũ. Anh để link dưới phần mô tả. Link gì? Laptop có Cebu là Ultra Saver đúng không? Là sao không hiểu? Rồi chào Hoài Đăng Official. Ai giời, hôm nay sao cái bản win này lại trục chặt về cái driver vậy trời? Máy một ghi tải được Win 10 không? Máy ảo thì được bạn nhá Máy ảo được, ok Ông bữa ăn bảo HDD lưu video lâu bị hư Nghe xong sợ luôn Lỡ lưu nhiều video nhật quá, giờ không biết cất đâu Ừ, lo cất chỗ khác đi, nhé à, Laptop có CPU Chữ cuối là U là Ultra Ờ, à, đúng rồi, đúng rồi Nó tiết kiệm điện này. Update BIOS bị ngắt cầu dao rồi Đen quá không vậy à Vậy là quá tuyệt vời luôn Vậy là quá tuyệt vời luôn à... Làm thế nào để RAM chạy hết công suất Vô bài ốt chỉnh nha Vô bài ốt chỉnh Nó sắp xong rồi Các bạn chờ một tí Ok nó lên rồi Nó lên rồi Nó lên rồi Nó lên rồi Ok các bạn nó đã lên rồi đây đây các bạn nhá, đây là cái máy bên này của mình, mình vừa mới cài cái driver Nvidia vào xong. đây các bạn nhìn này, đây là cái email ở bên uh, Mini người ta gửi cho mình, mình uh, mới đầu mình cũng sợ lắm, mình cứ sợ là mấy thằng hacker ấy nó bây giờ nó đang rình rập ghê lắm. này, cái uh, người ta gửi cho mình tổng cộng là ba cái, cái email đầu tiên này, đại khái ấy, là như thế này, nó kêu là nó uh, có xem cái kênh của mình. À, nó có xem cái kênh của mình và nó thấy là mình có làm cái video review về cái phần mềm của tool thế này cái kia bla bla đủ thứ các kiểu đây. Đấy nó gửi cho mình vào 8 giờ 42 phút thứ sáu ngày 25 tháng 10 năm 2019. À cái này không phải, cái này không phải nha. Đây này. Cái này không phải. Đây này. À, nó gửi cho mình tổng cộng là ba cái email. À đây. Đó, đại khái là nó kêu nó xem cái video này của mình này nó xem cái video này của mình, đó và nó muốn mình là bây giờ là 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 nó có cái phiên bản mới, à nó có cái phiên bản mới nó muốn mình là test cái phần mềm này thì uh, bạn thấy này cái logo này logo của MiniTool này, đây là logo của MiniTool này, đấy logo của MiniTool đây thì uh, thật ra đấy lúc ban đầu thì mình cũng khá là ghê tại vì cái email của mình á email của mình là khi email kênh của mình luôn bây giờ nó gửi vô ấy, nhiều khi bấm vào là sợ mấy thằng mấy thằng quỷ hacker ấy, sợ lắm mình đã bị một lần rồi nên bây giờ mình mình cũng ngán lắm nhưng mà về sau thì mình lấy cái email khác mình mở ra mình xem á thì ok à, cái này là của mini các bạn ạ này của mini cái ông này cái đây là cái email của ông này các bạn có thể là email của ông để các bạn chôn ông cũng được nhá đây là email của ông này chun dian sidai ấy chun di cái này chắc mình nghĩ của anh hàng xóm các bạn ạ. Cái này mình nghĩ chắc là của anh hàng xóm. Đó, a cộng gmail com Đấy. Thì đại khái là nó kêu là bây giờ là nó có cái phiên bản nó có cái phiên bản à V12.3 này. Đấy, V12.3 nó kêu mình là test thử. Thì ok mình sẽ test. À, mình sẽ test. Mình sẽ test xem sao. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau à, tải cái phần mềm Minitool Partition Wizard về Cái phiên bản mới nhất của nó để xem là nó có gì hay ho hay không Mà nó lại à, dụ dỗ anh em chúng ta test đúng không các bạn? Tại vì nó biết đấy là từ lâu rồi anh em chúng ta là deck có chơi với lại à, à, Lâu rồi anh em chúng ta deck có chơi với lại à, Minitool mà anh em chúng ta chơi với Ampere, đúng không? Lâu lắm rồi anh em chúng ta chỉ là chơi với Ampere thôi, anh em chúng ta là không chơi với Minitool cho nên là nó biết như thế Cho nên là hôm nay nó quyết định là nó dụ dỗ anh em ta là xài lại mini tool Chúng thôi nó sợ anh em ta là chỉ chơi với ampere thôi Ok, bây giờ chúng ta thử coi Mình sẽ vào uh, mini tool partition Đây, mini tool partition wizard Đây các bạn nhé, partitionwizard wizard.com Vào đây Ok, mini tool partition wizard free 12.3. Đấy đây là các bạn free 12.3 này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ download, download cái bản này về nha, download cái bản này về. Rồi nó đang download này. Ok, click here, click here để install. Open file. z z, Ok, install. Rồi, nó sẽ có cái bản này là with a free Uh, Partition Management, Data Recovery, Disk Data Backup, OK. Next, cài luôn. Next, OK. Chúng ta chờ một tí cho nó cài vào các bạn nha. Thực ra thì uh, cái bản này á, nó phải trả phí các bạn ạ. Ở bên uh, ông MiniTool này, ông bắt phải trả phí. Mà cái bản uh, trả phí của ông ấy thì uh, mới xài được đầy đủ tính năng. Còn cái bản free thì nó sẽ không được đầy tính năng như là cái thằng uh, mây khổ vậy rồi chúng ta sẽ launch cái phần mềm này luôn. Đây các bạn, đây chính là cái à, giao diện của Mini Partition Wizard cái phiên bản 12.3 các bạn mới nhất. À, ở đây thì các bạn thấy này, à, cái giao diện của nó chúng ta sẽ có cái phần đầu tiên là phần à, data backup này. Data backup này á, là để chúng ta phục hồi dữ liệu. Nha, phục hồi dữ liệu oh, vắt the... <laughs> cái bản trial version còn có không ngày hả à? vãi lít thật không cho xài không cho xài thử một ngày nào adu à không cho xài thử một ngày nào mà dám dám mời dám mời xài vãi thật <laughs> không không cho xài thử một ngày nào mà dám mời xài thử các bạn nhìn thấy không try version không ngày <laughs> còn cái bản bản pro thì sáu 6 đô nhá bản pro 6 đô à, update miễn phí một tháng này ấy ôi rồi ôi còn cái bản này là cái bản pro annual là cái bản trả trả phí hàng năm là 3 đô này này ấy ôi rồi ôi kinh vãi trưởng thế mà bảo là là cho xài thử vãi láo thằng thằng này quá láo đúng không bạn quá láo luôn tắt quá láo rồi ui cái này là gì đây cái này mình để nó to quá mình cho nó nhỏ lại xíu bạn nha mình cho cái 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 cái, cái, cái độ phân giải này nó nhỏ xuống tí đây cái này độ phân giải lớn quá à đâu rồi à đây là mình chỉnh này cho nhỏ lại tí này mình để cái display này lớn quá tại mình cho nó to to để các bạn nhìn cho nó cho nó rõ ok nha đây ok cho này nó nhỏ nhỏ lại tí cho nó rồi data backup này rồi không còn ngày nào sáng nha keep trial luôn keep trial nha rồi đây là cái giao diện để chúng ta backup dữ liệu này. Chúng ta cái này là backup dữ liệu chứ không phải là phục hồi dữ liệu các bạn nhé. Các bạn nhớ đây là backup dữ liệu nghĩa là chúng ta sao lưu cái dữ liệu rồi chứ không phải là chúng ta bị lỡ xóa dữ liệu rồi chúng ta recovery lại nhá. Đấy các bạn phải hiểu rõ đấy. Đấy. Rồi đây backup này. Backup từ ổ này sang một cái ổ khác đúng không? Này suộc này, destination này. Đấy backup từ cái ổ này sang ổ khác Rồi xin Xin từ ổ này sang ổ kia Restore Ôi trời ơi thế thì cái này có cái gì đâu mà cần Cái này chả có gì để mà cần Để mà làm cả Mình nói thật Cái này chả có gì để mà làm cả Ôi trời ơi khổ đời Khổ đời các bạn Khổ đời luôn Này chả có gì để mà làm cả Tại vì các bạn biết sao không? Nếu mà nói về backup dữ liệu ấy Backup dữ liệu là cái gì? Đó là các bạn Sao lưu, copy từ chỗ này sang chỗ khác. Thì nếu mà thật sự mà nói là backup dữ liệu thì cái này chúng ta tự copy cũng được, chả cần phải này. Đúng không? <laughs> rồi. Tiếp tục là data recovery này, đây cái này với là khôi phục dữ liệu đây các bạn. Đây cái này với là khôi phục dữ liệu này. À, khôi phục dữ liệu, rồi ok. À, to say the recovery file, please reader. Anh à, thấy không? Nó rất là khôn nhá cái bản free á cái bản free nó đích cho các bạn là recovery đâu bạn thấy không nó nói là nếu mà muốn khôi phục lại cái file đó thì bạn phải đăng ký này đấy nó không cho thầy thử đâu đấy nó không cho dùng thử đâu nếu mà cái này dùng thử là giống như là kiểu như là chúng ta review chúng ta review cái phần mềm thôi chứ chúng ta không được xài hết cái tính năng của nó đúng không đây bạn thấy này nó báo rõ ràng đúng không để lưu những cái file mà bạn đã recover lại được đấy thì vui lòng uh, đăng ký đúng không? Vui lòng đăng ký là các bạn phải trả tiền đấy. Click vào đây này. Đấy, đăng ký này thấy không? Đấy à, cái bản này của nó này một license này 99 củ nhá, 99 củ. Còn uh, pro ultimate thì 129 củ. Đấy. Đó các bạn thấy không? Phải đăng ký nó nhá. Rồi. Đây uh, tiếp tục là tính năng gì đây? Partition Recovery. Partition Recovery này là là cái gì? à uh, say, ôi thế này cũng này cũng thua partition recovery này cũng là cái dữ liệu ở trên nó sẽ quét tất cả những cái dữ liệu mà ở trên một cái phân vùng mà bạn bị mất đi và nó sẽ khôi phục lại cho bạn thì thằng này cũng thế thôi thằng này nó bắt phải update lên pro mới xài được nói chung là đấy có cái gì các bạn thật sự luôn nói chung là đấy có cái gì còn về cái phần này á còn về cái mảng này cái mảng mà gọi là quản lý ổ cứng này á thì các bạn sẽ có là cái gì phân vùng ổ cứng rồi cần vợt từ MBR sang GBT rồi format ổ cứng delete phân vùng ôi trời ơi nói thật cái này thì ampere đã có đầy đủ đúng không các bạn cái này ampere đã có đầy đủ chả có cái gì mà cần cần phải phải có cái này cả đúng không cái này là 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 ampere có đầy đủ rồi cái này chúng ta cũng chả cần nhất thiết phải cái này ở đây nó có một cái tính năng đó là bootable media, có nghĩa là các bạn sẽ tạo ra các bạn sẽ tạo ra một cái 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 cái, USB để cứu hộ đây này, để mình coi thử coi xem là nó có cho chúng ta tạo USB cứu hộ không nhá. À uh, Shadow Maker already ok. Đây này, ở đây nó sẽ có cái phần là restore manage log to. Đây, nó có cái phần là media builder này. Media builder WinPA nó sẽ tạo ra một cái bản Windows PE là chúng ta sẽ thử cái tính năng này coi Xem như thế nào nha Click vào đây uh, Create ISO file USB Rồi ISO đi ISO để sau xài tiếp nha Rồi mình sẽ lưu nó ngoài uh, desktop đi decope nha. Rồi save Ok để cho nó tạo cái file PE coi Xem sao ạ Để xem là nó có ngon lành không nha Quá tệ luôn Quá tệ luôn như thế này mà bảo người ta review người ta bia cho đúng không các bạn muốn ba thì phải cho người ta xài thử như thế nào chứ muốn bia mà không cho xài thử kiểu này vỡ mõm đúng không kiểu như là 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 không làm mà đòi có ăn đúng không các bạn không làm mà đòi ăn chỉ ăn mứt ăn đuôi bò thôi đúng không đấy chán khổ cuối cùng Ờ à nâng 8 gb lên một máy cùi xài 20 năm được không? Được, xài được nha, cứ để cho tủ cất đi là được. Đúng rồi, cái này nó không tài trợ gì các bạn. Các bạn chờ một tí nhá, chúng ta sẽ chờ để nó build cái bản ISO này coi xem là nó xài có ngon không nha. Không biết là nó build có lâu không, chờ một tí nhá. Đây nó build xong rồi sao đây? Ô nó build xong rồi này. Ô nó build xong rồi các bạn ơi. Build xong rồi, slit Đấy, phi -slit rồi nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái file ISO này, đúng không? File ISO này nặng 518 mb Vậy là vẫn nặng hơn Ampere các bạn. À, cái file ISO này cũng nặng hơn Ampere luôn. 518 mb Bây giờ mình sẽ cắm một cái USB vào. Bây giờ mình sẽ cắm một cái USB vào và mình sẽ test thử cái file ISO này nha. Đây, file ISO này. ISO nó trong đây có cái này. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ dùng à uh, Rufus đi. Mình sẽ dùng Rufus để mình uh, đâu rồi. Rufus, Rufus. Mình sẽ dùng Rufus để mình tạo cái USB boot nha. Yes, yeah. thằng này nó chỉ có thằng này nó chỉ có 518 m thôi. Nói chung là vẫn nặng hơn ampere. Đây USB này. Select. Disk Đây. Open thằng này là MT boot các bạn nha. MT boot. Đấy. Open RGBT. À start. ok. Cũng được 518M chắc tạo cũng nhanh thôi. Chúng ta thử coi xem là nó có ngon được nó có ngon hơn so với lại uh, Ampere không nha. Để coi thử xem là nó có ngon hơn Ampere không nha nếu mà nó ngon hơn ampere thì chúng ta cũng cần suy nghĩ lại còn nếu mà nó không được bằng ampere thì thôi cờ út cút sắc cút cút nhá đấy nếu cài win 10 mà chưa có mạng thì làm sao để tải được driver trên google bạn lấy cái điện thoại ấy bạn lấy cái điện thoại bạn tải với cái điện thoại xong bắt đầu bạn cắm cái điện thoại vào máy tính bạn chép qua rồi bạn cài nhá đấy dễ nhất Chú thấy AMD mạnh hay Intel? Cái này không biết bạn ơi, cái này phải so sánh, hai con nó phải ngang hàng với nhau thì biết được. Và sử dụng vào mục đích nào nữa cơ? Tại sao em cài Chrome OS lên OptiLake mà không được? Không được thì thôi. Có hai key Win 10 Pro nhưng em không dùng, em dùng Crack đúng rồi. Chạy coi i3 bật cả chục tab vẫn không lag, vậy quá chất luôn. khi nào phát hành Win 11 hả? Không biết nữa. Uh, máy tính chuẩn MBR giờ cài Win 10 lấy file show chuẩn UFI có sao không? Thì bạn tạo USB chuẩn MBR thôi là cài nhé. Nó tạo gần xong rồi. Chờ nó tạo xong đi chúng ta sẽ test thử coi. Xem cái bộ này nó có ngon lành không. Nếu không là không ngon là thôi chúng ta cho nó cút luôn. Men Acer hay MSI, ROG ngon hơn. À, cái này nó tùy men bạn ơi, tùy tùy phân khúc. OK, nó đã tạo xong các bạn. Close. Rồi mình sẽ tắt hết mấy cái này đi nha. Bây giờ mình sẽ tắt hết những cái này đi và mình sẽ khởi động lại để cho nó bút vào cái USB mà nó vừa mới tạo xong, xem là nó có OK không nhá. OK, đây các bạn chờ một tí, mình sẽ khởi động máy lại và mình cho nó À, boot vào cái USB này đi đâu rồi các bạn chờ một tí nha để mở điện thoại lên check comment các bạn ạ bây giờ mình sẽ khởi động cái lại này restart mình sẽ cho nó gọi cái boot menu lên nha Rồi, mình sẽ cho nó bút vào cái USB này. Ồ, oh, đang lốt vào, đang lốt vào. Quá rữ, quá rữ. Nó đang, đang, đang bút vào, đang bút vào. Để xem thử xem sao nha. Cháu test rồi, không ngon hả? À, bạn Phú Gaming nói không ngon. À. Đây các bạn ơi, đây chính là giao diện của nó đây. Đây chính là giao diện của MiniTune Software Limited. Ôi giời ơi, 15, 14, 13, 12. À ok confirm hả? Ok để confirm đúng không? Ok để confirm này. Đấy, ok để confirm nó load vào. MiniTune Shadow Maker. Để coi thử coi xem có coi xem. Ôi rồi y chang kia Khác khỉ đâu Ôi mẹ ơi vắt đờ Ôi đẹp Y chang kia các bạn ơi Sẽ có khỉ gì Ôi rồi ôi Thế thì cái này làm sao mà mà đấu đá với Ampere được Cái này làm sao mà đấu đá với Ampere được Chết Đúng không các bạn cái này làm sao mà đấu đá với Ampere được Thua Ampere xa à? Đây đây là cái cái menu của nó này Reboot PC, Shutdown PC, Load Driver, Command Console Command Console chắc là CMD Ôi rồi ôi Vậy là cái này nó chạy Cái này nó chạy cái nền Win 10 PE Cực kỳ basic luôn cái này nó chạy cái nền Windows BI cực kỳ basic luôn chứ nó không được cái cái giao diện như thằng Ampere rồi. Thằng này không được cái giao diện như Ampere Ampere ngon hơn này nhiều đúng không các bạn Bạn nào Thấy thằng này dở hơn Ampere cho số 1 Đó các bạn Bạn nào thấy thằng này dở hơn Ampere cho số 1 Trời ơi mình thấy thằng này nó cực kỳ tệ luôn á Nó không được bằng Ampere rồi kiểu này Kiểu này mà kêu PA thì Xấu hổ quá Xấu hổ hết mặt mũi anh em Đúng không các bạn Cái này mà kêu này mà ông bảo tôi, tôi 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 review cho ông để giới thiệu cho anh em tôi xài kiểu này thì xấu hổ xấu hổ chết xấu mặt hết nha rồi ơi, mẹ xấu hổ quá tưởng ngon lành lắm tưởng ngon lành lắm giới thiệu cho anh em mà 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 kiểu này rồi ôi ơi, ôi. vãi mặt chết 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 chả có gì để dùng đúng không cái này là khởi động lại máy này đúng chưa cái này chả có gì để dùng chả có giống gì để dùng cả cái này là khởi động lại máy cái này là tắt máy cái này là load driver rồi cái này là cmd rồi con này chả có gì chán vãi trưởng ok thôi khởi động lại máy đi khởi động lại máy đi cờ út cút sắc cút cút rồi chán vãi tèo quá chán quá chán nói chung là cái quỷ này á À, nói chung là cái quỷ này nếu nói chung là các bạn có nhớ cái câu mà không có chó bắt mèo ăn xít đỡ đó không có chó bắt mèo ăn xít đỡ thì cái này á các bạn nếu như mà các bạn đang không có một cái USB cứu hộ nào á mà nếu mà cần cài lại win á thì nó đang là cái cái nó đang là cái gì nhỉ nó đang là cái uh, dùng cái, cái thằng cmd đó để cài win thì cũng được làm tạm đó, dùng CMD để cài win lại thì cũng được. Nói chung là như vậy cũng cũng cũng, cũng ổn, tạm tạm chứ còn tệ quá, quá tệ luôn. E, tệ thật. Vãi lít. Không thể nào tin được. What? Ok, vậy là chỉ như thế thôi các bạn ạ. Thật luôn. Quá là bựa. Phải nói là quá là bựa. Một cái phần mềm quá là bựa. Không có gì để mà 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 nói. Cài Win trực tiếp bằng ổ cứng đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ khởi động lại đi. Mình sẽ khởi động lại để mình cài Win trực tiếp bằng ổ cứng bằng cái thằng này coi xem sao. À, đây thì thằng này ấy, đầu tiên bây giờ là mình phải chép cái bộ cài ra đã. Mình sẽ chép cái bộ cài mà Winluck của mình ra nha. Đây là Winluck của mình đây nè. Mình sẽ chép cái bộ cài Winluck này của mình ra ngoài để mình cài. Đây Winlack này, mình copy Winlack ra ngoài nha. Mình chép thằng Winlack này ra ngoài, mình cài paste Nova đây. Để tại lỡ rồi, lỡ rồi chúng ta test luôn quả nha. Lỡ rồi test luôn quả chứ không thôi nói vậy thì nói chung là cũng cũng thiệt thòi cho em ấy quá đúng không các bạn? Thiệt thòi cho em ấy quá. Cho nên lỡ thôi test luôn đi. Khổ. Nhiều khi nghĩ cũng khổ. lỡ rồi test luôn cho em ấy các bạn nha để nó copy xong rồi mình sẽ cài luôn vậy là cái bản vinlack của mình là từ hôm bữa giờ mình chưa cài bằng chưa cài trực tiếp bằng cmd lần nào hôm nay mình sẽ cài trực tiếp bằng cmd nha mình sẽ cài trực tiếp bằng cmd đối với cái bản win luck của mình cái bản lờ rồi ok nó đã chép ra xong rồi mình sẽ đổi tên là thằng uh, Lát, đấy Lát như thế này nhá rồi ok bây giờ mình sẽ khởi động mới lại này backup nào backup cái con khỉ ông dở vl luôn kêu tôi backup biến Ok, khởi động mới lại nhá. Restart này. Mình sẽ gọi cái uh, boot menu lên. Mình sẽ gọi cái boot menu lên nhá. Rồi, cho nó bút vào cái USB. Cái USB mà mình mà mình cảm thấy là cái 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 cái, cái, cái uh, bộ cứu hộ này của ông Mini Tun này cũng chạy chậm hơn là của ông Ampere các bạn nhé Chạy chậm hơn của ông Ampere. Ampere chạy nhanh lắm, ông này chạy lâu kinh khủng. Đúng thật là ông này lởm hơn Ampere rồi. Cùng cùng đồng hương với nhau đúng không? Ông này và Ampere là đồng hương với nhau là đều là ăn hàng xóm của chúng ta nhưng mà ông Ampere chất hơn nhiều, ông này tệ hơn Ampere các bạn ạ. Nói chung là tệ hơn Ampere nhiều quá thua thiệt nhiều quá thua thiệt về mọi thứ rồi ok 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 rồi. rồi cho này xuống này mình sẽ dùng cái comment console này rồi mình sẽ gõ cái lệnh là D2. CD lag. Đây CD lag này. Rồi, set up coi, xem nó có gọi không nha. Ok được. Đấy. Được mỗi cái cài win kiểu này chả có kiểu khỉ gì hết. Đấy, được mỗi cái cài win các bạn, chả có cái đấy gì. Đấy. Cài luôn cho nó giòn. Đấy, van này. Rồi, xóa mấy cái này đi nha. Xóa hết mấy quỷ này đi. Đấy, xóa hết mấy cái này đi để mình cài win này Mình sẽ cài uh, win lag nha Mình sẽ cài win lag của mình Bằng cái bộ cứu hộ của mini tool Ok next Rồi chờ nó cài thôi Rồi tiếp tục chúng ta lại quăng bom Chúng ta quăng bom trong khi chờ đợi uh, Nó cài xong cái bản win lag của mình Máy em cài Ubuntu xong bị lỗi toàn chữ chạy hoài Vậy á à? Vậy là cài bị lỗi rồi OC Ryzen 5 5600X Hôm nay được 4 bảy, Ủa ghê vậy Quá dữ luôn Đến khi chú test NK Boot V1 NK Boot V1 là cái gì Chú nhớ sửa lại link tải Winlag Cái link đấy không phải là nó bị lỗi Mà là nó bị hết thời hạn tải Nha nó biết hết thời hạn tải Tại vì cái thằng Google Drive nó vậy á Chứ có cách nào reset lại Win 7 mà vẫn có driver không? Không cả cách nào cả, chỉ có repair thôi. Uống nước giống phim trưởng với là <laughs> mới học lớp 4. Mới học lớp 4 mấy chú làm sao? À, uh, USB 3.2T có phải hàng lởm không? Thấy rao trên Shopee. Thực chất ra cái USB 3.2T đó đó nó có nghĩa là cái tên của cái hãng đó nó tên là 2T chứ không phải là dung lượng của nó là 2T đâu nhé các bạn nhá giống như kiểu là thay ví dụ bạn mua USB của hãng Kinh Kingtorm đi thì của nó sẽ là 2T đấy kiểu là vậy cái tên của nó là 2T chứ không phải là 2T là dung lượng là 2T đâu Winlack đó có virus và quảng cáo không có có nhiều lắm bạn ơi có rất nhiều à... Giờ sao tải hả? À? Chờ hết lượt uh, chờ nó 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 hết giờ thì tải thôi các bạn nhá. Chờ nó nó mở lại giờ tải thôi. Uh... Ok, nó nó chạy xong rồi đó. Nó chạy xong nó khởi động lại đó. Đấy, nói chung là cái bộ cứu hộ của MiniTune Partition là chỉ dùng để cài win bằng cái CMD thôi các bạn ạ. Chả làm ăn được cái gì cả. Chả làm ăn được cái vẹo gì cả. Ờ uh có cách nào cài Win 10 mà không mất driver mạng không? Mình cài đâu có mất driver đâu, driver vẫn ầm ầm mà. Lươn lẹo VL làm sao kêu mình lươn lẹo, mình có làm gì đâu lươn lẹo. Mình nói sự thật mà. Đúng rồi, nhất là bản ngang ngố kinh khủng. Chú làm video hướng dẫn dùng Ampere đi. Rồi, sẽ có một cái buổi khác nói về Ampere. À Bộ cứu hộ này Bộ cơ hộ này ở đúng rồi sai tạm đúng rồi bạn giao hàng nói đúng sai tạm thì mình đã nói rồi không có chó bắt mèo xít đỡ nha đấy kiểu vậy USB 2T đó fake đó anh nhiều người test trên máy dùng đúng 2T nhưng chỉ copy được 20 gb thì mình nói rồi 2T đó cái chữ 2T tra bài đó có nghĩa là cái tên của cái USB cái tên của USB là 2T tra bài chứ không phải dung lượng là 2T tra bài đấy các bạn đừng có đừng có nhầm tưởng, các bạn đừng có nhầm nha. Và bất công lại Tôi đã lầm đưa em về đây để đếm trường nghe tiếng thở dài. Có bộ cứu hộ nào hay không? Mình chỉ xài Ampere thôi. Cứu hộ đối với mình bây giờ chỉ có Ampere thôi. Đúng rồi, that E cú lừa, Ui cú lừa. Không test virus chi, virus có gì đâu test Đúng rồi, cài uh, nó nhận driver mạng hay không là tùy men Nhưng mà mình thấy là từ mainboard B dòng B300 trở lên men Mainboard mà chip 300 trở lên là nó tự nhận hết rồi Đợt trước mình có nghe mấy ông ở bên cái shop nào nói ấy là men B360, B365 Là cài win xong á, cài win 10 xong là không nhận driver cạc mạng Ôi rồi ôi mình xài biết bao nhiêu ngày nay nó nó có vậy đâu cài vô phát nhận mạng ngay em search trên shopee có usb 3.1 dung lượng 1 t 2 t usb 1 đa năng hãng samsung vậy á à? mua về là cắn lưỡi luôn đấy mua về là cắn lưỡi luôn đấy ăn chưa tắm hả sao áo ăn mặc giống hôm qua vậy có đời nào tắm bao giờ đâu chả bao giờ tắm áo thì chỉ có một cái mặc quanh năm suốt tháng youtuber nghèo nhất việt nam à, uh, men hát của em có nhận driver mạng đúng rồi mình nói là chipset 300 trở lên là nhận hết gear vn à <laughs> lại là gear vn à ui rồi ơi à, uh, ngay cả men h xong h 81 cài win đúng rồi win 10 driver nó rất là mặn các bạn win 10 driver nó rất là mặn cho nên đừng có nói cái chuyện mà cài xong không nhận driver mạng nha Nghe nói đấy à? Vãi lít. Tàn nói tào lao. Đúng không các bạn? Tàn nói tào lao. Làm gì ông nhận. Mình nói thật các bạn là main 3360 và B365 nó là những cái men bo mà đời mới. Cực kỳ mới luôn. Ngay cả bây giờ là đã có là B460 rồi ấy, nhưng mà B360 và B365 vẫn được gọi là những cái loại men bo mà rất là mới. Đời rất là cao. Các bạn cứ yên tâm mà xài. À... Lại là GearVN dạo này lắm Phốt dữ Ở bên đấy phốt nhiều lắm các bạn Ở bên GearVN phốt nhiều lắm Hay sao mà các bạn bảo phốt nhiều Mình cũng chả biết là phốt hay không Nhưng mà hồi trước mình nhớ Mình có làm một cái clip reaction Ở bên đó người ta cài win Thì à, mình nhận được gặt đá rất là nhiều Rất là nhiều người vào chửi mình Thế này thế kia Thậm chí là bê nguyên luôn một cái fan Một cái cộng đồng của GearVN Vào chửi mình chửi không ra cái giống gì hết <laughs> chửi kinh lắm mà vẫn không nằm chấp oh, vẫn không mà chấp mà sao cái này phốt dữ lắm hả có win trên điện thoại không hả có chứ có chứ ok nó vô tới đây rồi các bạn ơi win lag chạy rất là ngon rất là mượt nói thật các bạn là cái bản winlock này là mình rất hài lòng luôn. Đây là một trong những cái bản winlock mà mình rất là hài lòng. Quá đã, đã, đã quá quá đã, phê phê quá quá phê. Em còn rất nhớ video này của anh luôn. <laughs> OK, no, đây mình cài sắp xong rồi đấy các bạn. Bản Winluck này chạy ngon thật phải công nhận. Bản Winluck này chạy rất là ngon các bạn. Giờ nếu ăn mất PC ăn buồn không? Mất cái gì bạn? Làm sao mất được? mặc áo intel à <laughs> cái video đó hình như mình nhớ là chắc cũng được khoảng cỡ nhiêu ta chắc phải hơn năm rồi đó, hai năm rồi đó đúng không đập máy bao giờ chưa hả à? chưa bạn ơi đâu có tiền đâu đập đập là nguy hiểm lắm mình đâu có điều kiện để mình đập máy bao giờ Lại like tới mấy giờ hả? 4 giờ bạn nhé. Anh làm bên ít phải không? Ít là gì bạn? Anh làm bên bên ít là bên gì? Thử test game đi. Test rồi. Cái này mà, cái bản win này mình đã test game rồi, chạy vù vù như con cù. Đấy bạn thấy không này? Mình vừa cài xong một phát một là nó nhận mạng liền luôn, bạn thấy không? Vừa cài xong một phát một là nó nhận cạc mạng liền, nó báo mạng liền đây là còn cái bản đây còn là cái bản lát cái nhá chưa phải là bản full đấy bản full bạn cài vào một phát một là là, là nó nhận liền luôn đây là đã là cái bản rút rất là gọn rồi mà còn nhận được các mạng như thế này thì còn hỏi còn bảo là không nhận được không ấy z này đấy các mạng nhận liền vù vù như con cù liền tuyệt vời chưa à đã luôn đấy chờ một lúc nó nhận driver cạc hình vô liền đấy chất lắm à, Cho chữ nghĩa nó to to lên tí nha Nhìn cho nó gió Cho nó cỡ 125 nhìn cho nó gió Đấy Vù vù như con cù liền Đẹp trai Chờ tí để nhận cái cái duy ve đã Nói chung là cái bản này nó 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 rất nó rất là lắc nha, nó rất là lắc luôn, cái bản này cực kỳ lắc luôn. Bây giờ mình sẽ cài cái trình duyệt vào đi Cài cái trình duyệt vào Mình nói rồi các bạn mà muốn xài cái bản này của mình á Là các bạn phải Phải để cái trình duyệt trong máy trước đi Mình nói bao nhiêu lần rồi Không chịu nghe Không chịu nghe cứ cài tầm bậy tầm bạ vào Lúc không có kêu Em ma flat layer à? Thôi ông đấy tệ lắm Flat layer không chơi Tệ lắm Đấy chớp 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 Nhận 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 cái revere nó đang chấp 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 nhận cái Revere Đấy ok Đấy nhận cái Revere cạc hình rồi không? Chạy mượt mà như con gà Đấy trình duyệt lên rồi đó không Đó chỉnh này cho nó bự bự xíu nữa đi à, 300 recommend luôn ủ dữ ta ờ, cái DPI đâu à What Oh man Oh man Holy shit 300 recommend, 300 recommend Ok, quá chất luôn Cái này là cài không cần USB nè bạn, cái này là đang cài không cần USB nè Cái này mình cài đâu có USB đâu Đây mình chỉnh cái DPI này nó lớn lớn đi đi, cho nhìn cho nó gió nha Đấy, DPI to và nhìn cho nó gió Rai driver, véo driver là nhận ok hết rồi đấy các bạn Quá ngon luôn Ok Vậy là túm lại ấy, Túm cái váy lại là à, Cái bộ cứu hộ của Ông uh, Minitun Partition Là đối với anh em Chúng ta là chỉ có một cái công dụng duy nhất Đó là các bạn sẽ cài được win Bằng cái uh, Command ROM, cái CMD ấy. Chỉ mỗi vậy thôi là hết rồi Chứ ngoài ra chả làm được cái, cái trò chống gì hết Nha các bạn nha không làm được cái trò trống gì cả nó cực kỳ cùi và lởm đã thế kêu mình là ba cho mà ba mà lại không không có tài trợ cho để để xài đúng không đúng lý ra phải tài trợ cho mình xài cái bản bản bờ ít nhất là cỡ một năm đúng không thì mình với ba cho chứ ba kiểu này vỡ mõm ba kiểu này thà xài ampere sướng hơn các bạn đúng không ampere chất hơn nhiều này quá tệ quá tệ luôn tệ vãi lít đấy đây là cấu hình máy mình này nhiều bạn cứ hỏi cấu hình máy mình là gì đây, cấu hình máy mình đây này. i3 9100 f RAM 16GB. Đấy. ấy à. không? Cứ hỏi cấu hình mình là cái gì cho coi cấu hình nha. Không thôi lại cứ kêu là mình giấu giếm này kia. Đấy các hình này, đó, nhận đầy đủ hết. Ngon lành. Đấy, đây là cấu hình máy mình nha. Ờ à. Máy chính cấu hình sao hả? Máy chính còn cùi lắm, máy chính cùi lắm, chỉ có máy này thôi, máy này để test cho các bạn thôi chứ còn máy chính cùi lắm. Ok các bạn. À mình sẽ dành 5 phút để chúng ta trao đổi với nhau thì các bạn có câu hỏi gì các bạn cứ hỏi thoải mái, mình biết được cái gì mình sẽ trả lời cho các bạn. À 4 giờ mình sẽ kết thúc cái buổi stream này. Thì à, hôm nay ấy, mình à, à, coi như là nhận lời à, yêu cầu của bên Mini tool Partition. À, để uh, test dùng cái phần mềm cho người ta nhưng mà nó quá tệ, thật sự là quá tệ luôn, không ngờ nó lại tệ đến thế. thì mình quyết định là mình sẽ không quay trở lại Myton bạc mà mình vẫn tiếp tục mình xài uh, uh, Ampere, Ampere quá ngon thật luôn, các bạn nha. mrs Major 2P là cái gì? cái Canonics lên USB, cái đó làm sao đây bạn ơi? Không có test virus nha. Cho xin bộ cơ hội Ampere, bộ cơ hội Ampere ở những cái video trước mình có để link các bạn nhé. Là máy nào cài bản này của anh cũng nhận được. Cái này mình không chắc nha, vợ view nha, Cái em mình không chắc đâu. Tại vì cái này của mình á, mình nói thẳng là máy này mình đang xài cái bo là B365. B365 là một cái bo đời mới, cho nên driver nó rất là dễ nhận. Còn nếu mà các bạn mà xài đời cũ ấy thì mình không biết là nó có dễ nhận hay không thì mình không biết. Nhưng mà mình khẳng định luôn đấy là B360 và B365 là nhận là cái chắc. À. Chú ơi cấu hình để dùng tốt Adobe Premiere là gì hả? Adobe Premiere thì cũng không đâu cần gì ghê đâu, bây giờ bạn chỉ cần build cỡ là Core i5 10400 hoặc là 10400F cũng được. Vega cỡ 1650 Super hoặc là 1660 Super là ok. Uh, RAM cỡ 16GB nhá là được Không cần phải cao siêu lắm đâu uh, Máy ảo virus 2 chấm <laughs> Máy em cứ xài 2 tiếng là bị no signal là sao Cứ bị 2, cứ 2 tiếng là no signal á Bạn kiểm tra lại cái dây xuất màn hình nha Dây xuất màn hình đấy Đãi ngộ 5 năm làm video với anh em trên kênh Trung Phú Làm sao không hiểu làm sao để biết men đời cũ à bạn dùng phần mềm cpuz đấy bạn kiểm tra nhé. dòng gpu titan gtx hoặc rtx được làm bằng titan không biết nữa bạn ơi không biết nha hai nhân dùng được premier không hả dùng được mà nó cùi lắm cùi lắm ok các bạn ơi thôi thì đến đây chắc là mình xin được tạm dừng cái buổi like ở đây rất cảm ơn các bạn tham gia cái buổi live chiều nay của mình các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cũng như là bật quả chuông theo dõi các bạn nhé Xin chào các bạn và hẹn các bạn vào buổi live tiếp theo.